Thường Quân đã luôn đồng hành với chương trình chăm lo cho các nghệ sĩ cũng như nhân viên hậu đài có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh lân cận cũng như là ngành sân khấu nói chung. Hôm nay thì phải nói là nhà hàng mình cũng rất là vui được tiếp tục đồng hành cùng với trang tin sân khấu thành phố Hồ Chí Minh để cùng chăm lo cho các văn nghệ sĩ, đặc biệt là những nhân viên hậu đài cũng như một số người có hoàn cảnh khó khăn phục vụ trong ngành sân khấu. Thì không có gì hơn chúc cho các cô chú nghệ sĩ lão thành, các anh chị em nghệ sĩ và nhân viên hậu đài thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ngành sân khấu luôn luôn bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe, đón một mùa xuân thuộc đầm ấm bên gia đình, đặc biệt là tiếp tục được tổ nghề tạo mọi điều kiện để tiếp tục phát huy tài năng và cống hiến cho dù bất cứ hoàn cảnh và ở độ tuổi nào. Đồng thời cũng xin cảm ơn tất cả các vị mạnh thường quân cũng như các anh em cũng đã có đóng góp tạo mọi điều kiện cho chương trình hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh Tô Dục Việt. Và tiếp theo là xin mời ni trưởng Thích Nữ Vương Nghĩa chùa Huệ Lâm. A Di Đà Phật. Xin kính thưa ban tổ chức và kính thưa nghệ sĩ nhân dân cô Lệ Thủy và kính thưa nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và các cô chú nghệ sĩ báo đài hậu trường. Hôm nay cũng là ngày 23 tháng chạp của năm Quý Mão, còn vài ngày nữa là phải bước vào cái mùa xuân. Nhưng hôm nay những cái hạt sương của mùa đông còn đọng lại trên những cành cây và để chuẩn bị đón mừng của một mùa xuân của năm Giáp Thìn, ni sư cũng có đôi lời trân trọng kính chào tất cả các cô chú, lời chào nồng nhiệt. Và hôm nay sư được đủ duyên lành trở về và Hát Hòa Bình để có những phần quà lời của sư và cô nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy. Là sư với cô Phương Hồng Thủy là cũng là một cái sự gắn bó chị em thân mật nhất, nên sư cũng đủ duyên cô Phương Hồng Thủy sư đến đây để có những phần quà do nhỏ và đại diện cho ni sư trụ trì chùa Pháp Quang quận 8 cũng có những phần quà gửi đến các cô chú nghệ sĩ. Sư muốn đem cái tình yêu thương gửi đến cho các cô chú nghệ sĩ và sư cũng xin hứa là cứ mỗi độ đông sức làng chuẩn bị đón mùa xuân là sư sẽ gặp các cô chú nghệ sĩ nơi đây. Cho người nhà sư có một bên em trả tổ chức lớn lắm ở rất thương các cô chú nghệ sĩ nghèo mà đem lời ca tiếng hát cho quần chúng khán giả thì cũng theo như một cái hạnh nguyện của mấy cô chú là nghệ sĩ đem lời ca tiếng hát, còn sư thì đem lời kinh tiếng kệ cho chúng sanh. Vì vậy nên sư quan tâm tới tất cả cô chú và sư sẽ xin hứa cuối năm là sư sẽ có hiện diện nơi đây để có những cái tình yêu thương lan tỏa cho tất cả các cô chú nghệ sĩ. Thì sư cũng chúc các cô chú ở bên sân trống cũng phải ngoài trời làm lớn và tâm khỏe, em làm sân khấu lớn tâm an thân khỏe. Và tiếp theo là con xin mời ni sư An Định. Chú em mời. Chú em mời cô lên cô chúc Tết thôi. Cô lên cô chúc. Dạ. Và trước khi chương trình được bắt đầu thì con xin mời tất cả các sư ở các miền Di Thủy, anh Dương lên mình chụp tấm hình lưu niệm trước đi rồi mình trao quà. Mời Di Dung, anh Tôn Trung Kiệt. Dung Anh rồi em xin mời anh Nam Pháp anh vào chụp tấm hình anh Hùng.
Để mời anh Hùng phòng nhà chủ phòng trà đi đi ạ. Anh Hùng đó, anh Hùng. Mời anh Hùng. Dạ cô. Dạ. Nam. Dạ cô, con mời cô ạ. À, con. À, chứ mời trên hai Hồng Cơ ạ. Đó, mình lên mình chụp hình lưu niệm đi rồi. Hồng Cơ xin kính thưa quý chú, quý bác, quý anh chị, bạn bè, đồng nghiệp, cũng như hàng năm, đúng ngày 23 tháng Chạp, chị Hai Lệ Thủy, cũng như nhà báo Hổ Gia Trường có tổ chức một cái cuộc gặp gỡ giữa anh em nghệ sĩ, đồng nghiệp cuối năm. Thì cái điều này làm cho Hồng Cơ rất vui khi hôm nay gặp lại được tất cả các chú bác, các anh chị, bạn bè, đồng nghiệp thân thương. Thôi bây giờ là cuối cùng cho Hồng Cơ xin được chúc quý chú bác, anh chị, bạn bè, đồng nghiệp thân thương một năm mới luôn luôn được thân tâm, an lạc, vạn sự, ký tường. Dạ, xin hết. Cái đôi lời hết. Em xin cảm ơn những mạnh thường quân, những nghệ sĩ đã đóng góp cho cái chương trình trao quà xuân. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy, danh hài Hồng Cơ, danh hài hải ngoại Kiều Quanh, tác giả Tô Trung Kiệt, giám đốc nhà hát Hòa Bình, ni trưởng Thích Nữ Dư Nghĩa chùa Quế Lâm, ni sư An Định chùa Pháp Quang quận 8, chị Mỹ tiệm vàng Kim Lý chợ An Đông, chị Dung Anna và chị Dung Hải Sản, danh nhân Nguyễn Thị Cẩm Dung, diễn viên kịch nói Trang Nhã và một số mạnh thường quân, các anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp cho chương trình trao quà xuân cho các nghệ sĩ. Ông mời nghệ sĩ Hùng Minh, nghệ sĩ Thanh Nguyệt, nghệ sĩ Phương Bình, nghệ sĩ Quốc Trầm, nghệ sĩ Tài Vũ Vũ. Dạ, có mời năm cô chú mình lên sân khấu giùm con. Em mời chị Hai Lệ Thủy đại diện trao quà xuân cho các cô chú ạ. Bữa em đi live show chị Huyền hai lần em đều thấy chị cảm ơn anh. Dạ. Ít chị về đây. Vậy đó hả? Giờ là có dạ. Chơi nha. Xin sơ qua về những phần quà của chương trình. Đầu tiên là một cái bì thư trị giá 500.000, một thùng mì 10kg gạo và nửa ký khô, dầu ăn, nước tương, rất là nhiều nhu yếu phẩm. Rồi, em mời chị Hai đứng lên chụp tấm hình nha. Phường phải đối diện siêu thị nước bạn chứ đó là bắt qua dạ. Bài đề xuân nha. Em đi là cái khung giờ 19:20 đến 21:00 anh đi giờ báo về. Chú mình di chuyển về phía bên ta phải luôn. Cô chú mình sẽ nhận những phần quà. Mình già mình cũng vậy. Dạ luôn. Mình già mình cũng đi không đâu. Và tiếp theo con xin mời nghệ sĩ Thành Tài, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, nghệ sĩ Trang Thanh Xuân, có nghệ sĩ Diệu Hiền, nghệ sĩ Tô Kim Hồng,
đây, bố ngồi đây đi. Bố ngồi đi. Xin chào mừng nghệ sĩ Phú Quý vừa mới đến với chương trình. Em xin mời nghệ sĩ nhân dân Minh Dương đại diện lên trao những phần quà cho các cô chú ạ. Nói nghe nè, Diễm chúc Kiệt, Dung rồi về Phượng Hằng xong rồi Phượng Hằng. Đúng rồi, đưa hết luôn. Dung rồi. Đúng rồi, từng đợt đi hết. Dạ. Rồi, em mời anh hai nghệ sĩ nhân dân Minh Dương đứng ra để mình chụp tấm hình lưu niệm. Dạ rồi, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Minh Dương. Em xin mời nghệ sĩ ưu tú Phương Hằng lên nha. Chào quà. Rồi, em mời chị Hằng đứng chụp tấm hình. Xin mời tác giả Tô Trung Kiệt giám đốc nhà hát Hòa Bình lên trao những phần quà cho các cô chú. Dung qua đây chụp dính hình luôn Dung ơi. Ok. Rồi, em xin mời chị Dung Anna lên nha. Mình trao quà cho các cô chú các anh chị. Dạ. Dạ con đợi cô. Cảm ơn cô. Dạ, chúc Tết chú ạ. Dạ. Dạ, chúc Tết cô. Dạ, chúc Tết chú. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Dạ, cho em xin tấm hình dạ. Dạ. Anh Trường vô. Rồi, con cảm ơn các cô chú. Dạ. Con xin mời đi trưởng Thích Nữ Dương Nghĩa lên nha trao mà. Chị em Dung Anna đây, nói chuyện điện thoại mà chưa gặp đây. Dung Anna qua đó. Hả? Dạ, dạ. Ở chút mình đi đẹp mà. Đẹp mấy giờ? 11 giờ rưỡi, ăn đi đi. Ở mấy giờ đi? Rồi con cảm ơn đi sư đức nghiệp. Em xin mời chị Dung Hải Sản lên trao những phần quà. Chung đông na là nghệ sĩ á, người ta ai cũng muốn nhận trước hết. Và thứ hai gặp mấy youtuber thì cũng muốn lấy góc quay đẹp, thành ra nó cũng khổ lắm, sắp xếp làm sao cho nó. Đưa 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 này cũng chuyện này, vậy gửi lại con có lấy. Dạ. Vậy cũng vậy nè. Cô làm cho nó đẹp chỉnh chu. Dạ dạ. Có bao nhiêu tiền? Nhiều đâu, cái này mấy trăm vạn. Tiền là cùng. Luôn khung là chị mấy, tại vì cung sắt nó mắc tiền, in thì nó không mắc tiền. Dạ. Hiện nay là giá nó. Trời ơi, nhanh thiệt chứ, bữa nay 23 rồi đó anh. Luôn. Dạ. Rồi, xin cảm ơn nghệ sĩ Hà Hồng Tư. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Siết Minh Sang, nghệ sĩ Xuân Hoa. Nghệ sĩ Siết Minh Sang có mà. Làm này nó hay lắm á, thì ý nghĩa lắm. Bây giờ không làm thì ai làm? Nghệ sĩ Xuân Hoa. Ai làm đâu?
tác động để cho anh chị em có chỗ ăn Tết. Có xin mời Ni Sơn An Định lên trao quà cho các cô chú. Xin nhiệt liệt chào mừng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn ạ. Dạ có mời cho anh đi xin. Dạ có mình. Sáu. Hiện tại mới được nè. Sáu gì hả? Mới về kiếm tiếp. Dạ rồi con cảm ơn đi sư rất nhiều. Em xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn sẽ lên có đôi lời chúc Tết với bà con à. Đi sắp xếp chương trình hả? Em chuẩn bị cho tối nữa. À dạ. Cái báo này nè, có nghĩa là hàng năm tụi em cũng cộng tất cả những người đồng nghiệp cơ sở, các cô chú anh chị các bạn các em các cháu. Đó, mỗi năm em hay làm. Hôm nay là ngày 23 tháng. Em chưa thấy ai nói. Ngày cuối của năm 2023. Anh em chị bảo, năm quý bảo. Và chúng ta sắp sửa đón một năm mới Giáp Thìn sẽ về trên đất liền chúng ta. Báo của em. Vâng, xin chúc tất cả đồng nghiệp, đặc biệt những người nghệ sĩ thân tình lâu năm mà hiện bây giờ vẫn còn khỏe mạnh nhưng mà cảnh em đây rất là khó khăn vì thế cho nên dạ một số mạnh thường quân cùng với anh em nghệ sĩ đồng nghiệp có khả năng có em đây nè người nhiều em đây nè để chung góp lại. Bữa đó thì bữa đó có chị Hiếu nó mà chị về sớm thì phải tình thương bến thương chị Hiếu tất cả đồng nghiệp có niềm vui ấm áp đón xuân 2024 xin được chúc tất cả những người thân yêu nhất đại gia đình nghệ sĩ chúng ta luôn khỏe vượt qua khó khăn vượt qua bệnh tật tiếp tục chúng ta sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc và sống với yêu đời yêu nghề nghệ thuật. Chúc một mùa xuân đẹp hạnh phúc đến với toàn thể đồng nghiệp chúng ta. Đọc số vậy đi. 26. Dạ em xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn rất là nhiều. Và tiếp tục cái phần trao quà. Nghệ sĩ hài Bắc Hải. Xin mời nghệ sĩ hài Phú Quý ạ. Danh hài Phú Quý mời anh. Em có nhiều cái Zalo này. Zalo Đống Đa đó, Đống Đa dạ. Đổi tên luôn. Dạ rồi. Xin mời anh như này. Cái nhà cho cái mình luôn đi. Dạ. Chương trình của quận là em hay đồng hành lắm. Dạ. Nói chung là cũng được các anh chị thương. Dạ. Rồi, nhìn em luôn. Dạ. Rồi, có mời cô chú mình qua kia mình nhận quà giùm con. Hai má, chụp mấy anh Kiệt tắm ạ. Nghệ sĩ Phương Thúy, đoàn bông hồng về. Chị Hằng cho em xin tặng. Rồi anh Tuấn. Rồi, một. Nghệ sĩ Phương Thủy. Rồi, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, xem mà chị. Nhạc sĩ. Nghệ sĩ Mỹ Châu. Con Mỹ Châu lớn à. À, xin mời nhân dân Nam Pháp. Vô tình mới thấy hình mình trên này hả? Ông màu bóng đá. Như của chị là phố chuyên danh hay là nãy gì đó? À, phố sức khỏe. Phố sức khỏe. Dẫn con đường. Rồi xin mời. Đây đây. Đây phố sức khỏe. Phố chuyên danh diện mạo mới của tuyến đường quận 10. Dạ dạ. Trường dễ thương ghê á. Thoải mái ơi, mới mời tất niên cũng đến nhà khoa em mấy lần rồi đó. Mỹ phẩm rồi răng gì đó là đang em đang chăm hết. Dạ. À, xin mời nghệ sĩ Hai Tùng Linh cho các cô chú ạ. Cái bữa mà có ca hát không đúng không? Là chăm lo cho nghệ sĩ định kỳ gọi là cần câu cơm. À đúng rồi đúng rồi, bữa em có đến cái đó. Chương trình cần câu cơm là nó một tháng làm lần hai lần gì đó. Dạ dạ. Cái này là cao quà lớn á. Dạ dạ. Hai đợt, năm ngày gần dỗ tổ với cái ngày nào. Dạ dạ dạ. Còn lại là mấy kia cứ làm định kỳ rồi mỗi kia làm cho một người thôi. Dạ. Mỗi người nào quan nhất á. Điểm gom và hát với nhau rồi nghệ sĩ lên gỡ bằng cuối cùng bằng một cái mẫu như cái mình cho nó thì anh Trường hết rồi. Dạ dạ. Nguyễn Thị Tiếp Hoa. Quậy lắm. Nguyễn
làm phim chung á, nghệ sĩ bỏ chung rồi này kia bỏ về luôn. Hồ Đức Thành giận bỏ về luôn á. Tính kỳ, không muốn tự ổng lên nhà cho ổng điều động người. Anh Trường rồi, anh Trường ơi. Anh Trường mất kia, không chịu luôn nha. Nguyễn Minh Mẫn. Có Minh Mẫn không ạ? Dạ xin mời các bạn. À xin mời chị Yến, đại diện của chị Thoại Mỹ lên sẽ trao những phần quà cho các cô chú ạ. Ai điểm? Mời má qua bên hội quán chỗ anh Phương Dừa. Không đi được đâu. Không, thì ra Tết đó. Ra Tết á. Chúc má có lợi lệ thị. Giờ nhất rồi, đáng lẽ có ở đây luôn. Rồi xin mời chị Yến ra vào. Má qua bên chỗ anh Phương mà. Chị Yến là không biết có đi không, phải má nói không. Không lẽ là má có lên luôn mà. Vậy nè, phải cái gì này chân á. Thấy cái này vô. Giờ làm lại được không? Bỏ dấu con. Được. Đó, giờ làm sao? Rồi xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Mập. Xin mời cô bé Ba. Không, không quay đi Ba. Dạ bà ơi, phía trước kia thì là áp vũ động phát 10B á. Còn ở phía sau này sau khi mà phong bì tượng trưng rồi đó thì bắt đầu ra đây nhận quà. Dạ. Quà trong này là mình gồm những gì vậy chị? Nghệ sĩ hai, vũ tâm. Mắm nêm tôm, đường, bột ngọt, sữa, khô, cắt khô của chị Hai Lệ Thủy. Wow. Đó, đây đây, cắt khô của chị Hai Lệ Thủy đó. Trời ơi. Được khô phải không? Trời ơi cho xịn dữ vậy luôn á, cái này ngon lắm luôn á. Cô ngon lắm. Dạ, ba bạn. Nghệ sĩ Văn Tài. Ba ma có bạn à? Không biết mà cái này của ngon dữ lắm. À, có nghĩa là má Thủy tài trợ. Nghệ sĩ Văn Tài đội Phú Hiếu. Dạ, dạ, dạ. Trong đây ôm một thùng mì với lại gạo nữa. Gạo. À, em xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn sẽ lên trao những phần quà cho các cô chú. Dạ. Em bên nào? Em là nha khoa Dung Anh. À, dạ em Minh Lan. Có tài trợ nha khoa không? Em có. Em mấy lần rồi. Tài trợ nha khoa không? Chị đi gặp. Dạ có. Có luôn. Dạ. Có miễn phí không? Mấy anh chị cần khám hay là cần vệ sinh răng gì đó thì cứ đến em. Có miễn phí không? Dạ có. Lạ đó. Em số 28 số 30 đường 3 tháng 2 nè. Đầu đường á, đầu đường 3 tháng 2. Còn Minh vô nói sao? Má là bạn của Dung. À, đúng rồi. Dạ xin mời em Năm vô chụp hình chung với chú hải sản dẫn qua. Dạ. Để em ké. Cảm ơn các chị. Có chương trình từ thiện gì qua đây. Dạ. Đây là một tháng 2 lần tổ chức là cần câu cơm. Bữa cần câu cơm em có ghé. Dạ. Dạ cần câu cơm bữa trước em có ghé. Đi mấy lần em. Dạ. Dạ. Ủa sao má chưa lạnh nữa vậy? Lãnh rồi hả? À, lãnh rồi đứng co cho vui. À, đứng chơi cho vui. Ghi lại những ngày xưa. Nhớ. Rồi xin cảm ơn. 80 rồi đó chị. Má năm nay là nhiêu rồi? À, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. 79 tuổi đó hả? Rồi giờ má ở với ai? Xin mời nghệ sĩ Tú Thanh. Ông xã. À dạ. Rồi bữa nay qua đây. Tú Thanh có mà. Bữa nay vui không? Vui lắm. Vui lắm hả? Nữ nghệ sĩ Thanh Liêm đoạt xong bé Ba. Nghệ sĩ Trung Hiền. Có hình liền. Có hình liền. Vậy ở đây. Vậy ở đây. Nghệ sĩ Lệ Châu hát bội. Tuấn Anh có mà. Alo. Dạ. Lại có nhiều quanh lạnh hả? À, xin chào mọi nhà báo của nhà trường, trưởng ban tổ chức sẽ lên trao những phần quà cho các cô chú anh chị nghệ sĩ ạ. Dạ. Năm nào không có hùng. Năm nào ạ? Dạ. Gạo, năm cho người. Dạ. Rồi, cảm ơn. Chưa anh nha. Nghệ sĩ Linh Cảnh. Có mà, nghệ sĩ Linh Cảnh có mà. Nghệ sĩ Hiếu Nghĩa. Hiếu Nghĩa có mà. Nghệ sĩ Hữu Phương đưa bộ mỹ phẩm. Còn Minh Tư. Bộ mỹ phẩm.
để con của em dùng, không cần phải mất cấp. Chị Phượng chị mới chị Anh Thụy dùng, Bình Tinh dùng, dạ cô Quý dùng rồi. Em có điện thoại, dạ nhà nhà nghệ sĩ Chí Tâm, dạ chụp tấm hả, dạ. À, xin mời nghệ sĩ Trúc Linh, trưởng đoàn tiếng hát Trương Linh. Lấy đây nè. Lấy. Đó. Lên nè. Vừa bầu trời mới chứng thành mới rồi. Rồi, nè, nè, thôi. Nè, dùng nè. À, xin mời Bảo Kiến. Cho quà nữa chưa? Anh Cổ Gia Trường á. Có. Đây. Đây, Dũng ơi nhìn em Dũng. Bữa má Uyển nói em là nó khổ quá trời luôn. Dạ. Dạ. Hôm trước em có cho kem đánh răng, hôm nay hết kem đánh răng rồi, bán hết rồi. Dạ, em xin rồi, tiền. Bên đây. Dạ. Rồi. Cửa giữa chưa? Chị thấp thấp chị đứng giữa. Chị thấp chị đứng giữa. Cô lại xuống chút mình nước nha. Ok. Dẫn cho ta thêm một chút xíu thôi. Mấy đứa con. Em chạy về mình nha. Cảm ơn gái em. Cảm ơn anh. Xin mời Đức Phượng à. Đức Phượng ai lên anh nói không nè. Dạ, ô bố, con chạy về nhà trước nha, con chạy về nha khoa. Xíu nữa buổi trưa 11 rưỡi con chạy qua. Dạ. Dạ. Chuyên dạ. Răng dạ chuyên răng á bố. Dạ. Ok cảm ơn. Bố sắp xếp bố qua nha. Dạ, răng bố Quý cái bên là răng của con nè. Dạ dạ bố, dạ. Em nha, em chạy trước nha, xong rồi xíu nữa. Chị em bạn em là Dung Anna nè, gặp mấy lần rồi đó, gặp mấy lần Dung Anna. Bữa nào mời hát với sao mình vừa với sao mình vừa bữa nào Dung mời em đi. Dạ. Có gì nói Dung cho. Dạ dạ dạ. À, nghệ sĩ Đức Tiến. Anh muốn làm răng á thì đưa anh qua em. Có làm răng không? Không. Dạ. Nếu mà cần thì chị qua em luôn. Dạ dạ em xin em. Có đón hoài mà chưa có. Dạ. Cô này nè. Dạ là em. Dạ. Rồi, em chạy trước nha. Dạ, em xin phép ạ. Dạ. Alo. Tới chưa ạ? Mời Hồ Quốc Thanh. Dạ, dạ cộng đúng không? Rồi, em ra liền. Dạ. Dạ, thì hôm nay thì cũng đến để cùng trao một chút gì đó quà cho các cô chú anh chị nghệ sĩ. Và thực sự đây là một cái chương trình mà Dung nghĩ rằng làm cũng lâu lắm rồi đó, nhưng mà Dung có đồng hành từ năm trước và năm nay cũng tiếp tục đồng hành với lại các cô chú anh chị để làm sao đó các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi cũng có một cái xuân ấm no một chút. Dạ thôi xin phép kết clip và cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Dạ. Nhà khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các anh chị đến thăm khám tại nhà khoa Anna thì sẽ trải qua những cái quy trình như sau. Thứ nhất đó chính là làm hồ sơ thăm khám, sau đó là chụp phim CT toàn hàm. Hiện nay khi cái ghép implant tại nhà khoa Anna thì sẽ có trực tiếp tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn sẽ trực tiếp cái ghép. Tận tâm hết sức, làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Hiện tại thì Long rất là hài lòng với cái bộ răng của Long. Im nè, không có đau nè. Cho nên bây giờ Long không có đẹp mà cứ nói là nằm xuống mà để cho bác sĩ chăm sóc răng đó thì Long không còn sợ nữa. Đến với nhà khoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, thật tự tin và thật xinh đẹp. Giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Cái công nghệ hiện đại đó, vô rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết trơn. Tất cả các bạn có thể yên tâm
mà đến Anna Nha Khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Giống thiệt chứ chị? Trời ơi, người ta lạ, phải để xứ thiệt không ai biết chứ. Ngày xưa với ba mẹ với ông bà mình ít có cái quan niệm mà đi khám để mình phòng ngừa trước. Dạ yeah, dạ. Yeah. Chỉ khi nào mà cảm thấy bệnh á, bệnh mà đau mà chịu hết nổi mắc đi khám rồi chữa. Tôi vừa thấy sao ông bà cô chú anh chị mình ở nước ngoài Việt kiều á là về đây làm răng nè, làm thẩm mỹ nhiều lắm, nhiều mà cô chú anh chị hỏi lắm. Nói chung cũng phải đi khám để có bệnh răng rồi điều trị. Thay mặt cho Nha Khoa Anna, Dung gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn bộ khách hàng, bởi vì giữa hàng ngàn nha khoa mà bạn đã quyết định lựa chọn Nha Khoa Anna.